Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, với một màn thống nhất như vậy, chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng với bài Tân Cổ Cải Lương có tựa đề Tình Anh Bán Chiếu. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
Hoàng Tùng xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị, các cô, các chú, các anh chị rất nhiều.